Canh canh cái vợt cho tới giờ mới vợt đó ấp ấp rồi đó 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 nó vụt mày hả vậy nó nằm phanh à ban đêm chắc thằng hủ yên ngủ mê ha trời lạnh vậy ha phóng làm gì tới chừng nào mình mới về làm thấy được về hai ba giờ sáng thấy đủ rồi về ha kè thấy ốc bự bự không kìa trong đó kìa rồi em Sơn xin mến chào cả nhà luôn nha chào cả nhà. Nhà bữa nay anh em mình đi chụp cò mà không biết có không nữa để hỏi ông Đập có lý quá nè ngày nào mình đi bán vạc nè chụp nè cái mình gặp nó vậy là cái mình ấp riêng gì nè nó trông nhìn cái đồng của mình là cái mình đập đi luôn chính luôn. Bữa nay thì mấy anh em mưu sinh miền quê của mình là đổi một cái nghề mới nha cả nhà ơi, thì mình đi ốc vịt lại ban đêm rồi chỉ ban đêm thì có gì thì mình bắt cái nấy mình ghi hình nha, mời cả nhà cùng theo dõi ha. Không biết có hay không nha, có chuột đào hàng chuột ban đêm luôn á. Máy tính có đen không ta? Có nước bữa nay lên cũng tương đối khá là cao rồi do cái tình hình nó mưa quá chừng mưa anh em mình gần tới cửa tự nước mà lên biêu nhanh thế này là thì theo mé này nè là mình nhấp ếch cho là ngon lắm chúng á mà gió quá gió rồi không biết ếch chứ có ăn rồi nãy giờ thì cũng vẫn chưa thấy cái con nào hết cả nhà ơi, chưa có gặp cái con mà vịt lai nào hết trơn á. Thường thường thì vịt lai ban đêm á là nó đậu theo cái lườn cỏ này nè, chứ trên mấy cành cây nè. Giờ kiếm hả? Kiếm theo trong mấy cái lùm cây nè. Một là kiếm mấy vịt lai, hai là mấy con dài dài, mấy con gắn á. Bằng đêm thì gắn nó lên cây nó ngủ. Con gì vậy? Rồi đó sao leo lên bờ hay là do này chú vô? Bờ ngay vô luôn được sao? Gắn thì mình gọi đèn được ha. Rồi, nó chỗ này nè. Móc lên gì đó đây là càng cảnh chụp tay luôn phải không ô chà bá luôn kìa anh đừng có gọi ngay ra để lấy nét cho coi thấy nó gai dữ ta quá gai rồi quá trời ơi con này bự dữ lắm luôn á con này bự đứng lên đấy con ơi con này bự rồi con này nó bự khó chức này bự rồi con này đây nó nằm đây nó dài vậy nè ban đêm chắc thằng hủ yên ngủ mê ha trời lạnh vậy đó bây giờ thì mình sẽ chụp anh Hùng sẽ vô anh hốt tới không hay là leo lên bờ phải leo lên bờ rồi leo cẩn thận nha đừng cho nó động nha nó cũng không hay đâu không giác này đang rút cái đầu rồi có gió hiu bớt bờ luôn hả gì đây coi chừng động cái nhánh cây đó
Nó lấy cái đầu lên nó nhìn anh nữa kìa. Cái đầu ở ngay đó 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 đầu đó. Nó đã phát hiện ra một cái điều gì đó rồi. Bắt ổn rồi. Cái này phải có cái cây kẹp á. Nó nằm cái chỗ cũng cũng căng ha. Nó rút rồi Hồng ơi, nó rút. Hút đại đi, hút đại ra. Hút đại ra. Phóng lên hút đi anh. Úi trời. Quá chạy hay rồi. Dính chụp cái đầu nữa, ở đây. Dài lắm. Ôi trời. Rồi, con đầu tiên xảy rồi. Quá gai rồi. Ủa thiệt nó bự. Bự chà bá luôn á. Bắn được cái. Quá gai. Nó rút chạy mất rồi. Dù nghĩ lắm gai ác ôn. Mình đi tiếp. Con đầu tiên gì đâu mà nó bự một cái á cả nhà ơi, mà đứng anh Hùng đứng dối dối đứng không tới. Do là mình không có chuyên nghiệp gì, cái mình làm một cái cây mà cây kẹp kiểu kẹp cần cua vậy nè. Tại nữa hả? Phát hiện à. Điểm này chắc mấy này mình trúng trúng gắn á. Lại không? Căng lại tới gắn nữa rồi. Anh đừng gọi ngay nó cán bệnh thôi là để cho cả nhà thấy gắn. Đừng gọi ngay nó, đừng gọi ngay nó. Rồi chụp nó đi anh. Cái nhỏ này. Cái này nhỏ quá bắt anh. Bằng ngón tay. Con gắn này hút bắt rồi đó. Cái chú béo à, bằng ngón tay út à. Nó nằm phanh à. Gắn này anh chụp lại là chính à. Thấy không? À, thôi đi thôi. Bấy gắn bự cái này nằm ở ngoài mấy. Mà gắn lại gì là cũng ngon rồi đó, nhưng mà thôi đi. Cái nhỏ nè. Thôi đi, à, biết rồi, đừng. Phóng. Chỗ tao đang ngủ rồi cũng làm cho tao phóng. Rồi đi tiếp. Nó bay qua bên này. Anh Hùng anh Đồng ở bên đám đế. Giờ nó bay qua bên cái đám chuối, cái trên cái lá chuối. Hy vọng là sẽ chinh phục được con này ha. Cày tới không biết, chắc tới mà. Ủa, nó bay lên đắng rồi. Rồi nó bay vô ruộng luôn rồi. Nó bị bẫy đàn rồi. Đây con bắt con bự trước. Im anh ơi, đừng nói chuyện anh ơi. Mấy con này sợ nó bị bể đàn hết rồi. Hiện tại thì nó đang ở trong này nè, ở trong này nè. Đó. Bây giờ thì anh Hùng ảnh từ từ anh đi chỗ rồi. Trời. Gãi nó gãi. Anh chụp không có tới. Dính rồi đó. Dính rồi đó. Này đó con nữa kìa. Cả nhà ơi thông cảm nha, mình thấy rõ ràng. Ban đêm anh Hùng con mắt bị quán gà. Anh chụp cái đầu tiên á là nó xa cỡ gần hơn một gang vậy nè. Mà, đừng cho nó la, đừng cho nó la. Nó la bên kia bay. Con đây nè. Ừ. Đâu luôn chảy nè. Anh hết thấy rồi. Nó trốn trong sài rồi. Con này nó bự hơn con nãy ơi. Rồi đừng con dịch lửa. Con dịch lai lửa nha cả nhà. Ngon lành. Kiếm tiếp. Nó trốn trong đó đó. Ừ, trốn đây nè. Nó có chẳng luôn. Cây à. Cái video này là cái video đầu tiên của mấy anh em mưu sinh miền quê của mình đó, là từ khi mà thành lập nhóm tem tới bây giờ là đã trên 2 năm rồi, là lần đầu tiên là cái video này đầu tiên luôn, là mấy anh em mình đi gọi là đi săn đêm á, đi
đi săn đêm, đi chụp mấy mà cái con cò lửa nè, với là mình đi soi gắn ha. Nhưng mà soi gắn thì nó không có chuyên nghiệp, không thì không có cái cây kẹp càng cua. Cái này nó bay vô trống á. Phát hiện. Con ngoài ha, con tính chụp con nào? Con ngoài chứ kìa, con ở trong nó khó chụp. Con trong con bự. Bự khó. Con này làm được là. Con có hai con là bắt kiếm chưa? Giới tới ấp đi anh. Tiếp tục quăng ra. Đủ thời gió nữa. Đó. Không có tới đâu nha. Sát vô. Đó. Dính. Quay con, quay đây. Dính. Hai con mà. Còn con nó đâu bay đâu rồi. Vô trong cái cục rồi đó. À, vô cục quá rồi tự. Ông này không có gà đêm cả. Ê, đừng có la, Rồi bây giờ thì được một con nữa. Nó ở theo mấy cái bè này nè. Đêm nay là chắc chắn là một đêm bội thu của mấy anh em mua sinh nhật về của mình nha. Tôi nâu luôn ha. Ngon. Được hai con rồi nha. Phát hiện nữa rồi. Bây giờ thì anh Hồng vẫn phát hiện ra thêm một con ở cái bên. Đừng có cho lập cập nha. Ồ, cái này khó dữ ta. Nó nằm ở trong đó. Cái này sẽ chắc lại bắt tay luôn á. Cái này đâu chừng lại chụp tay luôn. Đó cả nhà thấy không? Đây nè, chỗ này nè. Để em gọi mắt nữa nha. Chơi kìa trời. Nhắc ma nó nữa. Nhỏ hết hồn rồi. Ngon lành được con nữa nhờ. Rồi em. Cười hạ cái anh nhắm cổ lên nhìn. Con nào mình áo ngoài trống mình phải chụp, còn nào còn ở trong cây là mình giấu tay tới đừng quất tay nó dễ hơn. Cái anh ta nhắm cổ. Ngon lành, được một con mồi nữa. Dễ không? Con này thấy có bộ khó hơn con vừa rồi. Phát hiện ra được con. Không được rồi. Bay rồi. Trong đó hai ba con luôn. Lấy vợt mới được hai ba con nữa anh ơi. Mà nằm trong lùm nó chua dữ không? Cái vợt hiện tại đang ở đâu ta? Cho lình xình lên xong rồi. Chút xíu nữa là xong mất luôn cái vợt rồi. Đi đi chụp dịch lai băng đêm mà lại... con chim kìa. Thấy rồi, bỏ đi. Nhỏ quá. Rồi cái vợt nè. Nghề nghiệp gì tầm này. Đầu nghề thả trôi xong mà không hay. Tới chừng đi tới là con dịch lai rồi. Bắt đầu là mới chịu gặp. Đi kiếm cái vợt đâu. Phát hiện được nó gần cái anh Hùng, anh bơi, anh gạch thắng khối. Con này thấp ở chừng chụp tay luôn. Nó không được chống hùng ha.
gán nha, gán đừng có quán gà. Nhìn cái vợt, úp, úp. Rồi. Đó, đó, đó. Ô, đậu xanh thiệt chứ. Chút xíu nữa nó bay. Hên 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 là nó bay ban đêm nó quán gà. Nó mình kéo luôn. Kéo nó gà. Giờ nằm trong cỏ mình nó kéo ra thôi. Một con nữa. Có nó là sẽ có con thứ hai đó, nó vòng vòng đây đó. Okay. Này, đây cầm cầm. Ê, dạ. Con này cũng nu à. Con này là được một miếng thịt bự lắm luôn á. Đó, trâu cầm một bịch đây nè. Chút xíu nữa là anh ta nó bay đi rồi. Dạ, cực dính luôn á. Bãi đèn hai con. Do mấy ông anh ông chạy vỏ nè. Đèn gọi quá. Bãi đèn. Ở đây có cái đám bông điện điển nè, quá chừng bông điện điển luôn à. Không anh, con này nhát anh nha anh. Nó vụt ngoài thế vậy. Nãy giờ mấy tiếng hồ mới gặp được. Tại ngày cái ông tôi đè tới giờ là mới gặp nó nè. Lâu lắm. Em im đây, còn em nào nữa không? Thường thường sẽ có em thứ hai. Giờ phải có lý. Hai con chân ai? Có hai con này hai con dạ không nè. Hai con này hai con dạ không à. Con này nó ở ngoài trống luôn kìa. Con bự là con mày nè. Bắt con mày đi. Con mày dễ hơn á. Con bự con trong thôi mà nó ở trong lùm. Con ngoài thơm hơn, dễ bắt hơn. Úp nó đi, dơ nó lên, dơ lên đi. Dơ lên đi. Canh cái vợt cho nó tới. Giờ mới vợt đó. Đúng rồi. Đó. Đó. Vô chưa, vô chưa? Vô rồi đó. Ôi, chết. Lấy cái đưa giật ra, đưa giật đi. Chạy đưa em, đưa anh sang. Nó vô con má. Nó bị ướt rồi nó coi. Gọi đèn sâu cho nó không thấy đường luôn. Đưa rồi. Đừng đội đèn, tắt đèn đi em. Bây giờ thì anh Hùng ảnh sẽ đi qua bên sông. Bên sông có con dục lai. Nó đang đứng lên bển này, cả nhà thấy không, nó trắng trắng đó. Đó nó trắng trắng lên đồng mình gọi đó.
ban đêm mình zoom không có được cả nhà, cái này mình quay bằng đèn led, cả nhà thông cảm. Rồi xong rồi. Dính rồi, dính rồi. Hay quá. Sao mà anh này anh lạc lòi không biết là anh đậu trên bờ kinh này không nữa. Anh đi ăn anh quên lối về luôn, anh đậu bờ kinh này luôn nè. Anh đi ăn quên lối về anh đậu bờ kinh. Vô vô. Thơm. Gì? Ú không? Ủa không, ủa không? Ủa mập. Chập vô trong cái vợt luôn hả vợ? Ừ. Chẳng dặn luôn. Ui. Lộ ban đêm chụp luôn. Ảnh gì đâu mà ảnh đi ăn quên lối về. Ghê không? Nước cứ chảy quá trời chảy. Là không nước đi đâu cũng gặp dịch lai like, thiệt tình. Giác này nó chảy à. Lên trong. Bằng đêm mà mình đổi nước á, mình coi ở chằng á. Ăn người ta thấy được bạn mình có áo là khô bạn, nó không có lạnh. Thì mấy anh em mua sinh miền quê của mình á là đi cái gặp tình cờ gặp hai ông anh đang ủi ốc. Ốc nhóc chân nè. Thì thấy nó lao cao thiệt. Nó lao cao đều lắm. Ốc mà mình cân cho xe tải hả? Ừ. Cái... mình kiếm hai người kiếm 5 tới 100 vậy không? Dạ. Cái miệng lưới này gì thì bề ngang chắc có 3 mét được không anh? Cũng đã đỡ à. Mình đẩy gì nặng không ta? À, là mình căng cái giềng nó nằm ở phía dưới mặt nước rồi gọi là cái ốc lên trên mặt nước cái mình gạn mình vuốt cái ha. Cái này nó nặng rồi, dưới dày mà. Dày cột sức rồi. Ủi tới gách lưới luôn nè. Rồi mình làm gì tới chừng nào mình mới về? Làm thấy được về 2-3 giờ sáng. Thấy đủ rồi về ha. Kè thấy ốc bự bự không kìa trong đó kìa. Đó nó vô, nó vô. Đó đó ốc á, ốc vô đó. 12 giờ nghỉ chục. Một đêm vậy là mình làm cỡ bao nhiêu ký? Mấy trăm? Mới ủi bữa nay cũng chưa biết nữa. Cái này thì nếu mà nước lên gì thì nó cầm cầm lại là mình sẽ còn ủi dai dẳng chứ mà 2-3 ngày nữa lúc mất hết rồi. Ừ, lúc mất gạo không được đâu. Lúc là mình chạy máy mình kéo. Lúc đó mấy người máy người ta ủi cào rồi. Đó mình nghỉ rồi. Lúc đó mình lên bờ ghé đâu rồi tới người khác mình xuống chứ. Lên rồi. Ngày mai tới mình đi anh Hùng ơi. Mình ăn á. Lạnh này ban đêm là teo đó. Mưa là thôi khỏi nói luôn. Là gút không? Đúng rồi, nó cha nó đọng nước. Đây nè anh, anh. Anh chụp con bên nào vậy? Gì đâu? Gì? Ô, dính lưới, dính lưới. Con trên này bay rồi. Con
chỗ này nè, chỗ này bay rồi. Ủa gì anh, cái ủng người ta lóc tát đi. Theo cái máy cỏ gặp máy này mình cắm cầu chúng nó luôn. Cái này thì càng về khuya thì cái mấy cái con cò là nó sẽ rất là dạng. Đâu anh? Chậm chậm thôi để rồi gần tới cho đại gia đình xem cho nó kỹ. Ở đâu? Đây là nó đây nè. Úp nó luôn đi anh ơi. Đâu rồi? Càng về khuya thì nó càng dạng, nhưng mà anh Hùng ảnh bị quấn gà luôn rồi. Nó chơi ta để bình thường chứ ông xuống thì được. Nó trốn rồi đó. Đâu? Ê, đừng ngẫu anh Hùng, không tới anh Hùng. Nó chạy vô trong đó. Quá trời cái chém rồi. Nó chạy luôn, nó ào ào giống á. Hết tát chưa? Hết cây chưa? Thấy cái bộ không tới nó rồi. Anh đậu quá cao. Nói tôi ăn cá chứ ăn gì. Bay kìa, nó bay kìa. Rồi vô ruộng luôn rồi. Càng về khuya thì cái gì? À thấy rồi. Đừng gắn rồi. Càng về khuya thì mấy con này nó càng dạng, thì mình bật cái đèn cho thiệt là sáng luôn, cố gắng mình ghi hình. Nó trước mặt nè. Đây nè. Qua mấy bên kia đi, cái quay đầu lên luôn đó Châu. Ở phía sau thì Châu bơi, ở phía sau anh Hùng bơi mũi. Thấy rồi. À, đừng có động cái đó anh Hùng. Cái này nó ngủ luôn. Không động không được. Nó chuẩn bị nó phóng rồi, rồi phóng nữa rồi. Múc nước. Nước nó bị chua. Nó chạy vô trong rồi. Bây giờ thì mấy anh em mình chở về ra tới sông lớn rồi. Ra này kêu là sông Cây Dương. À thì ra nó trên này nè, chỗ cái đèn mình nè. Anh đang giáo giác kìa. Ôi nó bay con này nè. Rồi bay con hả? Bay luôn rồi. Thì con này sao? Nó bay xa rồi, con ở ngoài này nó bay cái này nè. Bự cho bá luôn. Không thấy. Chập lên con. Nó mời. Tớ giác đó bụng rồi. Vợ thì chắc có lẽ là mình nấu cháo rồi nhờ ơi. Được thêm con nữa.
góp phần sôi động cái nồi cháo vịt lai hoành tráng luôn. Giá có thể có 10 con thôi, 2 ngàn mấy con luôn. Một buổi đêm mấy anh em mình đi săn đêm thì cũng được một mớ vậy nè. Bây giờ thì mình sẽ tổng kết nha. Đó được bao nhiêu nè. Rồi thì mấy anh em mình sẽ nấu cái nồi cháo nha cả nhà. Đây bên anh Hùng mấy con? 5 con. Châu cũng 4 5 con. Bên đây 5 con, này, con. Bên đây 1 con nè. 6 ở đây. Ở đây con mỏ xả nữa. 12 con. 12 con. Rồi xảy con cũng mười mấy 20 con. Nhóc cái chân. Anh Hùng thả hay lắm. Rồi cả nhà ơi thì mấy anh em mình nó tắm rửa sạch sẽ hết rồi. Giờ trở về ghe. Nấu nồi cháo. Cháo ăn đơn sơ. Hiện tại thì anh Hùng ảnh vừa đổ gạo vô nè, để mà mình gan gạo cho nó vàng vàng lên. Thì mình để mình nấu cho một cái nồi cháo mà cho nó được mau nhừ á, nó mau chín, là gọi là mình làm ăn quả tóc ban đêm á, thì mình phải gan cho nó vàng lên. Mấy con mà vịt lay lửa này á, thì mình sẽ nấu cái nồi cháo núm. Cháo núm ha. Núm nè, với cái nữa là mình bữa nay mình sẽ có củ gừng. Có 2-3 cái củ gừng nó bự nè. Lát là mình sẽ kêu là mình kho gừng nữa ha, sắc hai vậy đó ha. Bây giờ thì mình chuẩn bị nấm gom trước, mình sắc hai, lát mình sẽ đưa vô trong cái nồi cháo. Có gầu ghe luôn ta. Mình đang đậu ở dưới một cái cây này, kêu cây gừa, cây xanh. Trúng mưa nắng, trúng mưa. Thì có cái củ cải nè, gừng thì mình sẽ kho kho gừng, sau gừng á. Ở đây thì cũng có mớ ớt. Thì hai cái dĩa thì nãy giờ mình cũng ăn xong hai dĩa luôn. Hai dĩa thì một chảo luôn. Chảo gạo mà. Chảo cháo. Gạo tắm thì mình nấu là nó mau nhừ lắm. Mình mà nó đã mau nhừ rồi mà còn thêm cái mình gan nữa là nó rất là nhanh. Ban đêm thì mình nấu cái này là nhanh nhất có thể, tại vì ban đêm là anh em mình thức đêm đó, là nó mau đói lắm, mệt mỏi. Đó. Gì nè, mình vừa nè. Cái gì mình đổ nước vô là vừa. Anh Hùng thì hiện tại anh gan như vậy là ok rồi đó, vừa rất là vừa luôn. Cái này thì mình chỉ cần cho nước vô là một chút xíu nó sẽ nhừ. Xèo, nghe cái xèo nè. Vào là ngu. Lấy nếp dùng cho nó mau sôi lên. Cái này chắc có thể là mình thả nấm vô luôn được chưa? Nấm thả vô luôn. Nấm này nữa rồi. Cho nấm vô. Con chắc củ cải đi. Chú vụ làm bên kia. Củ cải con chắc học lũ á. Chú vụ làm bên đây có mặn. Thì hai cái dĩa này mình sẽ chọn ra một cái dĩa ha. Là một cái mình chọn ăn, còn một mâm thì mình nấu cháo. Nấu cháo nấm với củ cải đỏ là nấm mình đã bỏ vô rồi. Là cái này là mình xào củ gừng, ớt với tiêu. Gừng, ớt, tiêu là mình xào mặn, mình ăn cháo bằng đêm á, cho nó mặn mòn chút. Mình tính anh em mình bàn là tính xào hành, mà toàn hành mình ăn cháo vô thì thấy nó quá lãng đi. Giờ mình xào gừng là mặn mặn là ăn cháo vô rồi chắc rồi à. Châu thì sắc học que, sắc học lụ, có cái củ cải nè, này củ cải đỏ. Sắc học lụ hơi bự nha sư. Cái này á là bà con mình nó từ xưa giờ kêu nó củ cải đỏ, nhưng thật ra thấy mình thấy nó sai sai làm sao á. Này nó màu vàng mà. Củ cải cà rốt. Củ cải cà rốt. Không biết kêu bằng củ đó kêu củ gì không? Củ thỏ an. Thỏ phái lắm sư. Ừ lắm. Cái này sắc xong thì một chút xíu mình sẽ cho vô luôn đó ha. Cho vô luôn, vô chung luôn.
tại vì nó cũng hơi chậm chín, cho nó mau nó nở một lượt với là mà cái hộp gạo luôn. Vô ngay cho vô một mới nước nữa cho nó cao cao lên, rồi mình sẽ cho cái là sắc hột lựu vô á. Rồi sau đó là mình sẽ đưa mấy cái thịt vịt lai vô luôn, còn bên cái ấy nữa kìa, bên cái tấm thớt kìa. Này sắc đẹp không? Đẹp. Này biết hột gì không? Hột này là gọi là hột đậu đũa. Giờ sau đó mình sẽ cho cái là thịt vịt lai vô luôn, một mâm luôn, một mâm hoành tráng luôn. Mâm hoành tráng một nồi luôn, đầy một nồi luôn rồi. Gừng này cạo ra vô à, cạo gừng mà gọt vỏ cái nữa là xong luôn, hết luôn. Mình tốn công giúp mình cạo sạch 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 vậy đó mà nó ngon, rất là đẹp, rất là đẹp. Gói và chớt vô rồi mình đâm muối, rồi mình đâm muối ớt á, mình gói muối ớt hay nước mắm thì cũng được, rồi mình bỏ và chớt vô chín chín á, là nó cái độ ngọt của ớt cho nó ra nước luôn, ra nước cái nồi cháo mình cho nó the the. Chậu thì sắc mấy cái củ gừng ra nè. Ê mình chắc sợ hải lại nguyên miếng nó ngon hơn ta. Mơ sợ mấy miếng này xùi. Thứ nửa này nửa kia đi. Nửa nạc nửa mỡ đi nha. Này thì mình ướp nước màu. Trong quá trình chờ đợi cái nồi cháo thì anh Hùng anh sẽ ướp mấy cái cục thịt vịt lai nè, để một hồi nghĩa là mình sẽ xào gừng á. Cho nó thấm. Thì gia vị mình ướp nè thì gồm có nước màu nè, anh ướp vô trước. Cái đó là hạt nêm, đường rồi muối, kèm theo mình sẽ cho thêm một là một mớ tiêu vô nữa cho nó có vị thơm thơm. Đúng rồi. Vô mình cho vô ăn cho đừng cho nó dính. Mấy vô ăn vậy đó là không bây giờ mà không có bị khô chảo ha. Nó không có dính chảo mình á, mình chờ cho không bao giờ dính chảo. Là mình thả cái em này vô rồi mình chào cho nó săn lại. Nó săn lại rồi mình thả rồi uống nước mắm vô cho nó tấm ba dầu ăn của mình á, là mình xào gừng là gắt là thơm, nó thơm lắm. Mình cho nó thăng thịt trang cho nó ra ta nước hồi của nó, rồi mình đổ miếng nước mắm vô, rồi cái mình đã bỏ gừng vô cái mình nêm nếm, là sau đó là nồi cháo chín là mình sẽ ăn. Mình ăn đồ là đơn sơ, cháo chín rồi mình sẽ ăn hả? Tưởng nồi cháo chín rồi mình để đó mình nhịn đi ngủ. Rồi anh em mình ở trong quê á, mình sang bắt được cái gì ăn cái đấy chứ không biết đâu ăn cái gì mà nó cho nó ngon. Sang bắt được cái này thì ăn cái này, rồi tới mùa chuột thì anh em mình ăn chuột miết, tới mùa cá anh em mình ăn cá miết, rồi tới mùa ớt thì anh em mình ăn ớt thì ngán luôn, rồi tới mùa vịt lai thì anh em mình ăn cái kiểu vịt lai, anh em mình ăn theo mùa chi không phải nói cho ngán chú lắm luôn. Tại vì không có tiền anh mua mấy cái đồ nuôi mình ăn, mình không có ăn, mình không có, mình không có tiền mà mua đồ nuôi mình ăn được, lúc đó mình ăn đồ gì không nè, mình chỉ vợ ngán không có đi chợ được đâu mua. Có ngày anh em mình ở ngoài ruộng trong vòng trong rú không à, thì anh em mình trang bắt được cái gì là ăn lấy gì đó, cả nhà cũng thông cảm. Bây giờ thì nó thịt này nó săn lên nè, bây giờ mình sẽ nêm nếm vô cho chị vô hay gì hay là làm sao? Nước mắm, cho nước mắm vô ha. Nước mắm đây chưa có nè, trong kia sư phụ quên lấy nước mắm này không? Nước mắm nhà làm thương hiệu sư phụ. thương hiệu con cá của Phi. Thương hiệu là nước mắm trong, mỗi người nó một kiểu đó, nước mắm nhìn cái màu vàng rất là tươi, rất là đậm đà. Rồi nồi cháo mình cũng nêm nước mắm luôn cho nó đậm đà đó. Cái gì nè, cái mình xào gì nè, xào cho nó ban vịt lai mình á, nó tấm đều hết trơn rồi, cái mình để là đường vô, rồi cái ai thì ngon, rồi cái mình đã để gừng
rồi cái mình chờ một gần 50 phút á, thì là mình cho nó chắc xuống, là mình thấy tiêu, cho nó tiêu thì có cái vị nó đậm đà hơn. Và cái dày gì là mình nên nếm ba này trước. Cái này sao lưu ghiêu này, cái này cho mình cần vớt bọt không, chắc vớt bọt qua quá nào, vớt bọt ha. Muỗng cái này mình kho mặn á, ai đi ngon rồi mình cho một muỗng tư thôi, là cho cái độ mặn đường á, mình cho nó, mình cho ăn hơi ngọt ngọt một chút đi, hai muỗng thì vừa vừa thôi, đừng cho đầy quá thì thành là vịt lai nấu chè. Chuyện này nấu chè luôn, quá ngọt ha. Quá ngọt. Đó, rồi cái mình chào nè, mình chào gì nè, cho nó thấm gia vị của mình á, mình ha bỏ gừng vô rồi cái chờ cho nó khô lại trang, thì gừng nó cũng đã thấm gia vị của mình ớp á, ăn cái miếng gừng rất là thơm. Này là gì nè, nó cho gì nè, là mình để gừng vô là vừa nè, đặng cho nó ba cái nước gia vị này nó thấm vô trong gừng á ha, cái gừng nó thơm với mình lấy nước gừng cho ra luôn á. Chứ thường thường á, mình làm cái này cho khô hết trơn rồi mình mới bỏ gừng vô. Thì anh em ăn gừng nhiều cái ăn cay không được á, vô cái cay. Bây giờ mình cho nó vô trước cho nó chín gừng á, cho nó tan cái mùi cay ra bớt. Wow, xào qua xào lại, xào lại xào qua, rất là thơm. Cái này thì mình xào cái xào lâu chút xíu thì ba cái gừng nó cũng chín theo rồi. Chín, gừng dễ chín lắm. Mà nó chín chưa có mềm á, nó không có thấm vô trong gia vị, là nó không có thấm được mấy con vịt lai này luôn nè. Đây là gần cái nước gừng á, nó ra rồi nó phải rút vô mấy con vịt lai này là nó mới thơm. Cái này thì nó cũng chuẩn bị bắt đầu chín nè, thôi cái nồi cháo hết nồi ngon. Ta hiểu tại sao nồi cháo nó không có sôi, hết gà, tại hết gà. Này là hên mới vừa phát hiện nha, nó còn bắn cái màu này nè, chứ mà một chút xíu nữa là xong rồi, để một hồi thì nó nguội lại luôn. Quá hên. Châu thì chuẩn bị cái chén muối ớt, một lát là mình chén muối ớt này là mình sẽ chấm cái mấy miếng thịt vịt lai mình để trong cái nồi cháo nè. Ớt này thì mình sẽ gửi trong này để mà một lát là mình sẽ đưa qua bên cái bên này nè, bên cái kho số, bên đó một số, bên trái muối nha, một số tay mình gửi gì nè cho nó mềm á, chỉ là cái nước ớt này nè mình để trong này á, là cái mục đích quan trọng nhất á là mình gửi vô trong này để cho nó ra cái nước ớt, cho nó làm mềm mấy miếng thịt vịt lai này, nó ở trong cái nồi cháo nè, nó sẽ mau mềm hơn, chứ không có để nước cháo không ai để ớt đâu vậy. Đại tử mình ăn cay không được mà đi theo mình biết cũng thành ăn cay à. Quen luôn chú. Ăn cái ghiền luôn. Ăn ghiền mà thở mới ra lửa luôn chứ ghiền. Còn nữa nữa không? Còn chó. Coi còn chó con em nào nữa không? Thử luôn coi nó cái độ chín nó chín chưa? Mấy miếng thịt nè. Tại vì nãy giờ mình hầm cũng hầm. Ok ha. Cho nó thêm một chút xíu nữa đi ha, cho nó mềm một chút nữa đi. Trời, mấy ông già này nè, ông già này cũng mềm luôn rồi, ông già này mềm tại vì có chắc nước ớt nó ra. Cái này cháo này mình để ớt vô rất là ngon, tuy là mình không có bầm nó ra nhưng cái nước ớt vẫn ra. Chủ yếu là cái chảo này trước nè, cái chảo này mới đậm đà dữ nè. Cái này mình cho nó khô nước luôn hay là cho sệt sệt? Cho khô nước luôn cực. Mình xào mà ha, mình xào cho nó rút khô. Nếu mình xào gừng rồi mình để cho nó rút nước nó khô, là nó cho nó gừng cho nó chín thiệt là chín luôn á, là nó nước gừng nó thấm vô đây nè, thấm vô cục thịt này nè. Mình cắn một miếng một ca, mình cắn một miếng nha, là nó thơm mà lại nó có mùi gừng nó nồng lên. Người ta ăn gà xào gừng, còn anh em mình không có gà thì anh em mình ăn gà la vịt la xào gừng.
có tiền để bắt vịt lai ăn. Ủa mũi cắn dữ lắm á. Mình gấp mấy cái cục thịt vịt lai ra nha, rồi sau đó là mình sẽ sắc hành bỏ vô. Hành thì Châu nãy giờ cũng lặt xong rồi, chút xíu mình sẽ sắc vô trong đó là mình nhâm nhi xương xương lai gai được rồi. Mấy xíu quách này sư phụ thái lắm. Cái gì ngon mà xíu quách đó, nó ngọt. Nóng. Nguyên cục luôn. Nhắc này là khi đói à, tao gấp dính giò con mình nữa đâu. Trốn nữa. Mình phụ đem đi xạo hết. Còn nhóc á, nhiều lắm mà. Siêu quách cánh, siêu quách đùi. Cái siêu quách là sư phụ làm đi. Mấy cái ống quyển, ống cẳng đó là anh Hùng ảnh rất là phái nha. Ảnh xước giống như xước mía vậy nè. Cái gì bằng cái đó đâu. Cái đó là nó rất là nó thơm. Nó cái như cái cọng gân nó không chứ không có thịt gì mà nó gân á. Nó thơm. Ủa, đa dữ lắm rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho hành vô trong cái nồi cháo này. Cho hành lên nồi cháo cái này cứ miếng tiêu bây giờ. Như vậy sư phụ. Như là cái. Rồi mình trồng trộn vậy nè. Cái mình cứ miếng tiêu lên. Cứ tiêu. Em trơn ăn cay không có được. Chứ mình thấy cứ tiêu vô gì nè. Em trơn ăn không được cái mình ăn. Thôi á. Sư phụ múc múc cho muỗng tiêu ăn cái tàn tiệt luôn. Đó. Cái nào mình cũng bỏ tiêu hết trơn. Đừng cho em trơn ăn. À ớt luôn à. Rồi cả nhà ơi, thì mấy anh em mưu sinh miền quê của mình á, thì hôm nay á, là mình đi xôi săn bắt đêm thì cũng được một mớ gì đó, cũng được có chục con vậy. Thì mấy anh em mình cũng có tổ chức mình làm một cái nồi cháo, thì đây là cái nồi cháo vịt lai nè. Cái nồi cháo vịt lai này á, thì mình để thịt vô á, rồi bây giờ thì mình sẽ vớt ra ngoài nè. Một lát là mình sẽ thịt vịt lai này á, mình chấm với là cái chén muối ớt thần thánh của anh Hùng. Chén muối ớt nè. Còn này thì ngò gí một lát mình sẽ để hành vô. Còn cái này thì vịt lai mình xào gừng á, là một lát là mình ăn chung kèm cái món vị nhẹ nhẹ một tí. Chán miệng. Mấy anh em mình cũng có xương xương, hôm nay có xương xương chừng vài ba ly ban đêm cho nó ấm cái bao tử á. Rồi mời cả nhà cùng ăn cháo với nhâm nhi xương xương cùng anh em của mình nha. Rồi tiêu vô cầu sáu luôn. Thôi nãy để em kia gọi thôi, cảm ơn nhiều. Thêm miếng tiêu nữa. Rồi, thêm miếng. Vô trộn. Hành tiêu, có hành ngò. Mời cái nhà Trương Trương dắt phía cùng anh em mình. Anh em mình giờ này cũng kia dữ lắm rồi. Rồi. Đói bụng. Anh em mình đói quá, nấu nồi cháo ăn rồi tính sao chứ giờ hết biết vụ gì vậy. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời nhà nha. Vô nguyên đi cho lắm bụng anh. Âm lòng chiến sĩ cái hồi có mấy nãy là anh lội ngang kinh anh bắt con vịt la mỏ đen đó. Nói về chứ đang chạy thấy quá sư phụ mắt ly chia chứ. Thôi mắt lại này. Thắng vậy tốc hành luôn á. Cái này là mình gấp cho em chân đi. Đoạn này là mình gấp cho đệ tử của mình. Cái này là cái con mà vịt đen. Vịt đen đó. Cảm ơn sư phụ. Con này mà nếu mình chạy ngoài cho nó bay. Còn là mình động gấp cái này. Xí quách cánh. Cái này xước cho xước mía nè. Gấp cái này là mình thái à. Ủa cay. Không có cay gì mấy. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi mới có cảm giác là trước tính ra cũng mấy tháng rồi ha.
thì sắp tới đây thì bắt đầu là mấy anh em mưu sinh miền quê của mình sẽ có những cái bộ môn là vịt lai, lai gai. Tại vì là tới mùa gọi là vịt lai, mấy anh em mình thì thường thường là mình đi mưu sinh theo mùa đó, rồi có cái gì thì mình ăn nấy theo mùa thôi à, chứ không có phải mà mình đổi món thứ này thứ kia được. Từ từ là mình cũng có món vịt trước mía. Cái trường nó béo ngon luôn. Cháo mà nó có ngút ngút như này là mình hấp vô một cái là nó ấm bụng như này. Rồi giờ tới cái công đoạn giờ tới công đoạn luôn rồi. Tới công đoạn này nè, dính nè. Mấy con này chắc thịt của nó là tương đối là khá là mềm ha. Tại đúng vì rồi. Là nó cái mấy con kêu là con lửa, nó mềm lắm, thịt nó mềm lắm. Cũng là cái thơm mùi gần bát nhát cục thịt luôn. Cái gì cay nó bớt rồi chứ phụ. Mùi gần cái thơm. Cái thơm nó cục thịt. Khuya có ghe chạy trên sông. Thì hiện tại là mấy anh em mua sinh miền quê của mình đang đậu ghe ở trên kinh sáng Cây Dương, cho nên là cái con kinh sáng này cũng tương đối là khá là bự, có xà lan chạy ban đêm. Chính hấp cháo và con cổng này cổng ngà. Giờ này rồi, ai gấp mới ăn đi, không ai gấp cho ai nữa đâu. Mình đi show đêm thì có được cái nồi cháo và ăn là ấm bụng lắm, nấu thì ngon lắm. Nó không có bị kêu là tổng sức ha. Đây mình thức đêm á, mình hấp nồi cháo vô rồi một cái là con người mình nó khỏe liền á. Ừ. nó nạp năng lượng lại. Sư phụ hồi đó có đi show đêm không sư phụ? Có hồi đó có chụp lại mà cái giọt bự á, làm giọt lòng bự. Mà đó làm giật bự sao giờ làm giật cái giác rồi. Bây giờ hồi đó mình chụp chung lúa. Bây giờ là chụp trên công cây, giờ mình phải làm giật nhỏ nó vừa. Vừa bự vừa cây nó chổi. Hồi đó là đi trên lúa là lấy cái giật bự á. Ừ, giật bự. Mà hồi xưa mình chơi chụp cái nấm rồi. Ừ, giật bự á. Đó rồi chụp cái nấm đêm khoảng chụp 20 con. Anh không có tính con mà anh tính ký, đem cơ mười mấy ký vậy, mười ký mười mấy ký là nó đủ loại cưng anh, cò, cúm nấm, áo cao, trần nghịch, vỏ dẻ, rồi quắt tiếng tung nhân á, lập nào lập đó, mà cúm nấm đó cần biết bắt giấc nào mà chuẩn nhất mình nó không bay không, 12 giờ đêm. Giờ đó là nó ngủ rồi. Giờ trưa xuống. Là nó lận cái là nó rút nha. Càng về khuya là nó càng rút, nó đưa cái đầu cái mỏ nó vô trong cái bắp cánh nó trốn. Thấy mình thấy cái mình không à? Là mình gắt cái giấy luôn. Đây là hồi trưa là mình úp á, là mình đi theo ổ, úp theo cái ổ chứ không phải úp theo nó ở làng đâu, nó có cái ổ. Ổ cũng nấm vậy nè. Ổ bự vậy đó. Mình úp cho ổ rồi gặp nó vậy nè. Cái mình lấy cái đồ mình úp xuống vậy. Là nó bự. Cái tùng hồi đó cái tùng lưới trắng. Cái này là mình chơi gì kia, gì cầu luôn rồi, chứ không còn lưới nữa. Trời ơi, lỗ thơ thơ gì nè, chụp nó dính rồi phải không? Là nó tung lên là dính cái đầu. Nó mắc cái lưới lại. À, dính cái đầu cái mình lấy vô cái mình bỏ vô cái bị của mình. Nó gọn cô à. Bỏ ngày mấy chục năm rồi, làm lại hơi gung. Nó gung dữ lắm, nó gung. Chụp lần đầu sư phụ hơi gung. Hồi đó là anh đi cái nghề sôi là khoảng bao nhiêu năm anh nghỉ? Cỡ mười mấy năm ạ. À. Hồi lúc anh là 14 tuổi là bắt đầu anh đi rồi. Lúc, đi, lúc đó là đi với ai? Đi nên hay đi với ông già? Đi mình nên. 14 tuổi đi nên luôn hả? Ừ. Lúc 10 tuổi là ông già là ông tỏ theo đi xuồng này nè, đi. Ông đi dân câu với soi là ham dữ lắm. Không cho đi là khóc. Là bắt đầu ông bỏ vô ở đằng sau vậy đó. Cái ông kiền lại. Cột cổ là cái gì? Không có ông kiện mình có đồ vòng mình á. Đừng cho gớt xong ha. Ờ. Còn ông bê đi ông chụp. Ông chụp cái đầu con ngoái lại. Rồi mình ngã ngang mình ngủ rồi.
mà đi thì vậy đó, ham lắm. Đi được xíu rồi ngủ rồi chú. Ừ. Rồi cái 14 tuổi đó bắt đầu là ống truyền lại rồi, bắt đầu ra ngày à. Ra ngày cái đi chụp cái mấy đầu tiên là chụp được 3 ống con à. Tức nó tao ổng mà chụp nhiều thôi mình có 3 ống con à, tức vô lắm tức đi nữa. Đi càng ngày cái càng chụp càng nhiều cái càng hay hơn ổng luôn. Tại mình chụp có kinh nghiệm. Trẻ còn trẻ mắt còn sáng. Cũng mắt mình nó sáng chân à. Còn ống rồi ổng cò mò. Dạ thấy chưa. Rồi cái chụp cái kia rồi cái năm hai mấy tuổi cái nghỉ. Chuyển qua nghề khác tùm lum rồi chứ không biết nghề nào. Mùa nào sư phụ làm theo nghề đó à? Ừ. Cá lương rắn là nó có mùa thì mình theo cái đợt là cái mùa là mùa nào ở tiểu mùa khô là tới mùa ếch thì mình đã đi bắt ếch tinh quanh hết trơn rồi cái tới mùa cá thì mình bắt tới mùa xịt cá thì mình đi xịt cá rồi tới mùa chuột cái mình đi theo chuột tới mùa dịch lai nó theo chèn tới chèn rồi tới mùa cẩm câu ếch câu cá lạc đà mình đi theo chèn hết thế nó sẽ chèn nhau rồi quanh năm luôn. Cái thời mười mấy năm anh đi sau đêm như anh có bị ma vú nó đẻ không? Ma vú rồi không có thấy mà ma nhát thì nhiều. Có nha, anh có luôn hả? Ừ. Ghê vậy. Là hồi xưa là anh đi trâu gò mã là đi tôi ếch nước lên gì nè bơi trong cái gò đó mà chưa có ếch nguyên nổi cái gì không nè gì nè. Ừ. Rồi ra cái bắt đầu đi chân chó gò mã là mã đất á ta cho nó có cây thu đủ mỗi dịch chín dớm chứ nhìn thấy thèm lắm. Ghé vô lấy cái dao ra trẻ chết du lịch trẻ vậy nè chết thu đủ vậy nè trẻ sao máu tuôn nấy trẻ sao máu tuôn hoài mà cái chết thu đủ hả? Ờ mỗi dịch nghe chứ nó không có chín ấy không mỗi dịch thôi mà anh trẻ ha. Ờ trẻ thả máu tuôn nè mà là nó nhát mình đó bắt đầu bây giờ nó làm dạ hai con mắt anh chứ có máu đâu ra cái nào tưởng tượng không sư phụ không có tưởng tượng một rộng ếch gì nè về tàn sáng lại thức dậy đây à? Đi bà già bà đi bán ếch á nói mày thôi ếch nhiều có ông rồi sao mày đắt cái cù bắp con ấy tối con thôi một đây một rộng lần á sáng ra tàn cù bắp với đắt không à thôi ông rồi cái đó là ông đi vô nhà trọ khách sạn vô ngủ sáng lộng vô về ông giả bộ lộng đắt đá bỏ vô đi ngày xưa là không có nhà trọ không có cái chạng đâu nè vô tới ta làm quen ờ à. Kiếm chỗ ngủ rồi sáng không đem cái bỏ đất đá đem về sao bị chửi gãy gì rồi thôi nhiều cái nhằn nàng lắm hồi xưa mà cưng đi ngang lộ á cái che ngã xuống cưng bước ngang rồi cái chừng chẳng chắn mắt á nó bụng lên á ừ mấy chung lộn dữ không à hồi xưa là ma dữ lắm ma cỏ dữ lắm nhiều nhớ còn nhỏ đi coi tiếng ở nhà ông hàng xóm có tiếng chừng trăm thước à đi hàng sáng dắt chèo phải đi cho sớm rồi ngồi chờ ngồi trước nghe chưa ngồi trước bắt cái ngồi ghế đầu mới được chạy đằng đẵng rồi tới nữa đêm cái tay giả chơi còn mình lên mình lại rồi sao vậy chạy không nhắm mắt chạy không ngồi trước tại vì sao chừng ăn trước không hay à ngồi trước không hay rồi bắt đầu nhắm mắt chạy không có 100 thước rồi chạy cũng dọa hồi đó con nhớ nguyên sớm có một cái tivi à ừ. Cái chiều tranh thủ ăn cơm xong rồi sớm lại bắt đầu coi mà hay coi phim ma mới ác chứ ngồi thì nhà mình nhà sàn á gió nó lồng lên cái thời xưa á là ở xóm mà có được cái tivi đó là phải nói là vip lắm rồi đó mà trắng đen nữa chứ đâu đúng có rồi. Màu như bây giờ đâu bắt em uy tín lắm á nhà nào mà có cái tivi là uy tín lắm đó mà hồi đó mà chuyên gia là cải lương không à kiếm kim không có đâu cải lương nhiều ca nghiêu ngao không chỉnh đài cái bắt đầu chạy ra ơi hướng này hướng này vô đài rồi hát bằng bình không à một người say người trong nhà la làng ừ chạy hướng này ơi chạy tay quẹo trái một chút cái quẹo hơi mạnh tay ơi trở lại hút rồi cự coi vô này chén cũng đúng rồi đây cho cậu cầm luôn cậu cầm cho chưa có núng ăn nó giòn
ngon quá. Cho cậu múc nước, múc nước cho cậu. Nước nó ngon hả? Múc nước coi đừng múc cái. Hả? Ừ, được rồi, được rồi. Đấy không? Thôi, 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 thôi. Kiếm tiêu sư phụ. Ăn kêu không? Rồi, vô một cái đi. Nãy giờ là mất nem mình đó, chỉ là gọi là xương xương thôi chứ là không có phải mà uống kiểu mà sát phạt cho cả nhà. Mình uống vừa chừng 1-2 ly á, cho nó gãn răng gãn cốt rồi mấy nem mình ngủ thôi chứ không phải uống. Thì mỗi nguyên một chai mà mình uống có giúp giật, nãy giờ giật chút xíu à. Không miếng à. Nó ăn không? Mở nhà nha. Anh em mình có chỉnh là cái gì là chỉnh mồi chứ không bao giờ chỉnh rượu. Liên tâm anh em mình không có cho phép chỉnh rượu. Nãy giờ chưa có cắt. Chế hai, chế hai được rồi. Chế hai được rồi. Người một bên miếng miếng gặp miếng miếng. Bà này phải xấu ghê lê tiện thêm cái bà này háng bà này. Thấy không? Bà xấu ghê không? Bà này háng bà này. Đó, bà này háng ra cho mình cắt. Công nhận nó nhỏ mà cái mấy cục thịt nó chằn dần. Ngang cục thịt bò. Thằng này cắt làm 4 đi. Nó bự. Con này thì là do đoạn ngang sông á, ngang kinh mới là bắt được nó, chụp được. Ông tôi vô khuôn mẹ. Không, nếu mình chạy ngoài chắc đánh bài. Bài mình đi sát rồi luôn. Hên cũng hên bộ. Cái dạng hay không có bằng hên. Đang chạy ui ui. Thắng liền, sư phụ gà thắng liền. Nó đứng ở từ đằng xa mình gọi thấy nên mình thấy nó vắng một nguyên cột trên tư. Mới đầu không tưởng đâu con lửa mà. Con lửa đâu bự dữ. Lửa nào trắng. Nó nhìn xa xa nó ánh đèn vàng nó chá chá. Nó mới trắng coi. Gọi là mấy cái này đó mình con mắt mình nó lấy nhanh. Mà lẹ. Rồi vô một cái. Vô một cái ăn con lội xong coi. Sư phụ lội lội xong liền. Ăn miếng con lội xong này. Cởi áo. Mình cởi áo rồi luôn á, mình tính cởi quần rồi mà kỳ quá cởi áo không à. Tại cái này là tại quay phim đó chứ không thôi là lột luôn xiềng rồi. Lột luôn á. Không quay phim là lột luôn á. Đổ mồ hôi luôn. Ớt gì nè mình thấy gì nè cái kia không? Cho ớt cái nó hòa quyện vô cái này nó thấm vô nó cay 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 á nó ấm à ấm bờ tử liền á cái gì nè mình buông nổi gì nè ớt mình cay thiệt á. Cạp nó ngon hơn luôn. Gắp đũa nó không hấp dẫn. Mình cầm tay mình cạp nó hay hơn.